Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ là khoảng 8 giờ tối ngày 28 tháng 6. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư ngày 29 tháng 6 rồi. Và hôm nay các bạn lại không thấy hình của thường Một hai ngày nữa đó thì Thuần sẽ trở lại các bạn đừng có lo Nhưng mà hôm nay thường muốn chú tâm để mà chia sẻ rất nhiều những cái thông tin nổi bật với các bạn Trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó thì xuống một chút So với cái thời điểm này ngày hôm qua thì bây giờ là xoay quanh cái mức là 52 thì cũng xuống một chút nhưng mà không phải là nhiều lắm Khi mà chúng ta nhìn vào những đồng lớn đó Thì các bạn cũng sẽ thấy được là BTC đó thì trong vòng 24 giờ qua xuống 1,5% Những đồng lớn khác đó thì xuống phần trăm cũng tương tự mà thôi Là xuống 2,4% cho Ethereum Chúng ta thấy BNB thì xuống 1, XRP thì xuống 1,9%, Cardano xuống 1,1% vân vân Cũng không nhiều là quá đặc biệt, nói chung thì đối với crypto đây cũng gọi là đi hàng ngang mà thôi Nhưng mà trong 24 giờ qua thì chúng ta cũng có những đồng uh, như là chúng ta thấy được là đồng USTC hay là Terra Classic USD Thì đồng này đó đã có sự tăng trưởng là 215 đô, các bạn đã nhớ đồng này hồi xưa là đồng UST của Terra Luna giữ giá 1 đô la mà nhiều bạn cũng đã biết rồi Nhưng mà chúng ta thấy được là bây giờ đó chỉ còn có 0,05 đô la mà thôi nghĩa là chỉ còn có 5 sen thì tại sao lại tăng mạnh trong vòng 24 giờ qua thì thường cũng không có kiếm có bất cứ thông tin gì nhưng mà nào mà biết thông tin thì hãy comment ở bên dưới đối với thuận thì đồng này là một đồng mà thường sẽ không có đụng đến cho nên các bạn không cần nên tìm hiểu kỹ có thể là có một nhóm người nào đó đó cố tình để mà pump giá lên mà thôi điều này thường không biết thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn ngoại trừ đồng USTC ra chúng ta cũng có đồng 1 inch tăng 18,6% nhưng mà chúng ta thấy được ngoại trừ 1 inch và USTC thì cũng không bao giờ quá nổi bật trong cái tháng 100 ngày hôm nay đồng xuống nhiều nhất đó là Chile xuống 12% thì nói chung hôm nay cũng là một ngày khá là im lặng đối với giá cả của thị trường crypto chúng ta có thể thấy được là tổng số vốn hóa thị trường Hiện bây giờ là mức 953 tỷ đô la đã một lần nữa dưới 1.000 tỷ và chúng ta thấy tuy là như vậy nhưng mà thị trường chứng khoán đó thì hoàn toàn là không có tốt hôm nay kết thúc đó là một màu đỏ chúng ta cũng có thể thấy được là chỉ số Dow Jones đó, hôm nay kết thúc là xuống 491 điểm chỉ số S&P 500 Kết thúc đó là xuống 2% và chỉ số Nasdaq là kết thúc xuống gần như là 3%. Nói chung đó những con số này các bạn có thể thấy là tương tự như là crypto nhưng mà thật ra không hẳn đâu. Tại vì một ngày mà lên xuống khoảng chừng là 2-3% thì đối với những cái đồng trong thì crypto đó coi như cũng lâu ngày bình thường mà thôi coi như là đi hàng ngang. Nhưng mà đối với những chỉ số như là Nasdaq hay là Dow Jones mà xuống 2-3% đó là những con số xuống rất là lớn. Nói chung hôm nay là một ngày không tốt trong chứng khoán. Còn về hợp đồng tương lai hiện bây giờ như thế nào thì chúng ta thấy được là không có cái sự tiến triển nhiều sau khi một ngày màu đỏ đó hợp đồng tương lai bây giờ xanh nhẹ mà thôi nói chung thì tăng khoảng chừng là 0,1% trên chỉ số như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures. Còn bây giờ ra sao? Dầu đó các bạn sẽ thấy là tiếp tục giữ mức cao hợp đồng dầu bây giờ là 111 đô cho một thùng dầu Vàng thì coi như cũng tiếp tục đi hàng ngang ở mức là khoảng chừng 1822 như là cả thời gian qua. Nói chung thì thông tin liên quan đến những cái quốc gia G7 cấm vận vàng của nước Nga cũng không có cái sự ảnh hưởng ít ra cho đến thời điểm này khi mà chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng. Crypto chúng ta đã nói tới rồi cho nên sẽ không lặp lại. Còn thông tin lớn đó các bạn thì được là trên trang đầu thì chúng ta vừa có thông tin là công ty Tesla lại sa thải thêm nhân viên. Và đợt này đó họ sa thải tổng cộng là 200 nhân viên ở cái chi nhánh San Mateo, California và sau khi mà sa thải nhân viên đó thì họ sẽ đóng chi nhánh này lại và 200 người này đó là làm trong bộ phận gọi là autopilot. Thì hiểu đơn giản đó họ làm cho cái bộ phận mà tự lái của Tesla. Thì bây giờ Tesla đó đã ra quyết định là đóng lại cái chi nhánh San Mateo này đây là một cái nơi mà họ mướn làm văn phòng họ sẽ đóng lại lý do tại sao tại vì họ cần phải cắt giảm chi tiêu và đây không phải là lần đầu tiên mà công ty Tesla sa nhân viên các bạn nhớ là đầu tháng này công ty Tesla cũng đã có quyết định tương tự rồi cho nên đây không phải là lần đầu tiên và đương nhiên công ty Tesla cũng không phải là công ty đầu tiên hay là duy nhất mà có cái dấu hiệu sa thải nhân viên như thế này chúng ta có thể nhìn thấy một cái tài liệu như là ở trên Twitter đó các bạn thấy được đây là thống kê tất cả những công ty công nghệ mà sa thải nhân viên trong thời gian gần đây từ tháng 7 năm ngoái tới tháng 6 nghĩa là thời điểm bây giờ trong một năm qua thì chúng ta cũng có thể thấy được là năm 2021 đó cũng đương nhiên cũng có công ty sa thải tại vì nếu họ làm ăn không tốt nhưng mà bắt đầu từ năm nay đó cái số lượng người bị sa thải và cái số lượng công ty đó đã, đã tăng lên rất là nhanh chúng ta có thể thấy được là bắt đầu từ tháng 11 thì có cái số lượng lớn người sa thải À, từ công ty Zillow Kế đó là công ty Better sa thải 1.200 nhân viên Rồi tháng 1 cũng có nhưng mà không nhiều lắm nhưng mà đột ngột bắt đầu từ tháng 2 Tháng 3, tháng 4 thì cái số lượng công ty và cái số lượng người bị sa thải đó đã cao hơn gấp 3 lần so với lại tháng 11 và đương nhiên tới thời điểm gần đây nhất đó, thống kê là tới 19.434 nhân viên bị sa thải hồi tháng 6 như là tháng này những công ty như là Panda, Netflix, Tesla Bybit vân vân coinbase chúng ta thì được là càng ngày càng có nhiều công ty sa thải nhân viên lý do tại sao vậy tại vì có nhiều công ty bây giờ đó họ đang lo ngại là sự thật chúng ta đang tiến gần và càng ngày càng gần đến một cái suy thoái tài chính nhưng mà dựa theo arcanvest á, thì Cathy Wood nói là không phải đâu chúng ta đã đang nằm trong một cuộc suy thoái tài chính rồi thì các bạn nghĩ như thế nào Còn các bạn comment bên dưới lập luận của á, các bạn nên nhớ Cathie Wood là một người mà rất là bullish đối với thị trường công nghệ và đối với là Bitcoin crypto nói chung Nhưng mà gần đây thì Cathie Wood cũng đã nhận ra được là chúng ta thật ra không có lạc quan như là Cathie Wood nghĩ cách đây vài tháng Và đang đã ở trong một cái đợt suy thoái tài chính rồi Dựa theo Cathie Wood thì lý do là tại vì hiện bây giờ đã chúng ta đang gặp cái trường hợp xấu liên quan đến cái chuỗi cung cầu hàng hóa Dẫn đến là hiện bây giờ đó những cái hàng hóa lưu trữ để mà có thể bán cho người tiêu dùng đó là không có nhiều và đây là một cái sự kiện đối với lại Cathie Wood đó, trong vòng 45 năm qua là một sự kiện rất là lớn và điều này đó sẽ tiếp tục dẫn đến là hàng hóa sẽ leo thang và dẫn đến là tiếp tục có lạm phát tăng cao và lý do thì đương nhiên chúng ta hiểu rằng ngoại trừ cái dịch bệnh ra chúng ta cũng có một trong những cái yếu tố mà Cathie Wood không thể ngờ trước được đó chính là có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Russia và Ukraine khiến cho cái chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Đó là lập luận của Kathy Wood nói là chúng ta thật sự đang nằm ở trong một cuộc suy thoái tài chính rồi. Nhưng mà đó là suy nghĩ của Cathy Wood mà thôi chúng ta thấy được là đối với lại Fed thì hôm nay chúng ta có cuộc phỏng vấn ở trên đài CNBC với lại uh, chủ tịch của chi nhánh New York đó chính là John Williams. Thì chủ tịch Fed của chi nhánh New York đó thì John Williams sẽ nói gì? Ông ta nói là ông ta vẫn không nghĩ là chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính hay là suy thoái tài chính. Tại vì Fed sẽ có cách để mà tăng lãi suất mà không dẫn đến suy thoái tài chính. Thì cho đến hiện bây giờ đó chúng ta đã nằm trong một cái suy thoái tài chính hay là chưa? Nếu như các bạn dựa theo định nghĩa thực sự đó thì câu trả lời vẫn là chưa. Tại vì các bạn đã nhớ đó là định nghĩa của một cái suy thoái tài chính một cái recession đó là chúng ta cần phải có hai quý GDP là con số âm, chúng ta chỉ mới có một quý mà thôi, đó chính là cái quý 1 mới đây chúng ta vẫn cần thêm một quý kế tiếp nữa là quý này là kết thúc quý 2 là cái GDP âm. Và chúng ta thấy được là hiện giờ vẫn chưa có Tại vì chúng ta còn chưa kết thúc cái quý 2 này nữa mà Và rất nhiều bạn muốn biết là kết thúc khả năng này ra sao Thì chúng ta thấy được là dựa theo một trong những trang web mà nhiều người có lòng tin đó, Chính là trang web của Federal Reserve Bank of Atlanta Có nghĩa là đây là chi nhánh Fed ở Atlanta Thì đây là một trong những chi nhánh mà chuẩn đoán cái chỉ số GDP sẽ là bao nhiêu Âm hay là dương và tăng nhiều hay là ít hay là giảm nhiều hay ít thì chúng ta thấy được là dựa theo cái ước tính mới nhất ngày 27 tây đó thì con số này là 0.3%, có nghĩa là con số dương nếu như mà chúng ta kết thúc xoay quanh cái mức là 0, phần nên thì chúng ta đã không có một cái cuộc uh, suy thoái tài chính tại vì chúng ta cần tới hai GDP âm liên tục lần cho nên thì bây giờ đây chúng ta vẫn đang tiếp tục chờ đợi mà thôi coi con số chính thức là như thế nào. Đây chỉ là một con số ước tính mà thôi chứ không phải là con số chính thức và chúng ta có thể thấy được đó là khi nào chúng ta mới biết con số chính thức thì có thể các bạn cần phải chờ thêm một thời gian nữa. Tại vì nói tới GDP đây thì chúng ta có ba cái ước tính và chúng ta thì đầu tiên đó, chúng ta sẽ nghe tới con số đầu tiên hết khi mà họ tính toán đó là tới ngày 28 tháng 7 các bạn mới nghe thông tin đó thứ nhì nữa đó là ngày 25 tháng 8 thì họ mới xem thông tin và chắc chắn hơn cái tài liệu về GDP nhưng mà mãi cho đến ngày 29 tháng 9 á, thì họ mới thật sự là coi như là đưa ra con số chính thức là bao nhiêu cho nên chúng ta sớm nhất á, có thể biết được là GDP là âm hay là dương đó chính là chúng ta phải chờ đến cuối tháng 7 ngày 28 có nghĩa là còn khoảng 4 tuần nữa thì chúng ta mới biết kết quả là như thế nào nhiều bạn hỏi thùng về thông tin này cho nên thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay và chúng ta lại có thêm những thông tin liên quan đến có gói hỗ trợ cho người Hoa Kỳ nữa thì tại sao lại có gói hỗ trợ cho người Hoa Kỳ không phải là bây giờ chúng ta đang ngưng cung cấp tiền hỗ trợ tại vì lạm phát cao bây giờ Fed đang xịt dòng tiền à, tăng lãi suất rồi bán trái phiếu hay, hay là sao tại sao chúng ta lại bây giờ lại nghe nói tới thông tin liên quan đến là người dân Hoa Kỳ lại nhận được thêm một gói hỗ trợ nữa trước hết á, thông tin đến từ Cali mà thôi đây chỉ áp dụng với người dân của Cali thì dựa theo tài liệu đó thì khoảng 23 triệu dân của Cali sẽ sớm nhận được tiền hỗ trợ lạm phát lên tới 1.050 đô theo thỏa thuận của ngân sách thống đốc Gavin Newsom thì không ngờ giải pháp chống lại lạm phát chính là cho người dân thêm tiền Nhưng mà để nói chi tiết hơn nữa, thì có phải số tiền này là số tiền lại tiếp tục in ra hay là không thì không phải đâu các bạn Tại vì các bạn đã nhớ đó đây là cái số tiền để mà hỗ trợ người dân chống lại lạm phát đến từ tiểu bang Cali chứ không phải đến từ quốc hội Không phải là đến từ chính phủ liên bang Có nghĩa là đây chỉ là áp dụng với lại người dân Cali mà thôi và cái số tiền này đó đương nhiên ở Cali thì họ đâu có được tự in tiền đâu cái số tiền này không phải là in ra mà có mà dựa theo tài liệu đó thì đây là cái số tiền thuế còn dư ra và họ sẽ dùng một phần tiền đó trong cái con số 97 tỷ này đó họ sẽ dùng cái số tiền để mà gửi tới cho người dân và chi tiết đó là nếu các bạn là người ở Cali các bạn nhận được bao nhiêu tiền thì câu trả lời là tùy theo là các bạn thu nhập bao nhiêu nếu như mà các bạn là một người thân đó và thu nhập các bạn là trong phạm vi từ 75.000 tới 125.000 hoặc là các bạn là người có gia đình mà hai người đó cộng lại là lương từ 150.000 tới 250.000 thì các bạn sẽ nhận được 250 đô tổng cộng cộng với lại nếu các bạn có người phụ thuộc giống như là có con nít có con đó thì các bạn có thể nhận thêm được 250 đô cho mỗi người nhưng mà tối đa là lên tới một hộ gia đình là 750 đô mà thôi. Nếu như mà các bạn là một người độc thân mà làm lương cao hơn đó từ 125 000 cho đến 250 000 hay là các bạn là có gia đình và các bạn công lợi đó lương là từ 250 000 tới 500 000 mỗi năm thì các bạn có thể nhận được là 200 đô mà thôi giảm xuống cộng với lại con số tương tự cho những người mà các bạn cú mang giống như là con của các bạn thì mỗi người sẽ nhận được thêm 200 đô nhưng mà tối đa là 600 đô mà thôi có nghĩa là lương cao hơn nhận được thấp hơn nhưng mà nào mà làm lương hơn 500 ngàn thì coi như sẽ không có à, nhận được bất cứ một số tiền nào nếu các bạn là người thành thân nếu các bạn là độc thân đó mà làm lương hơn 250 ngàn thì cũng sẽ không nhận được bất cứ số tiền nào nói chung đó thì nếu như mà các bạn là một người mà có gia đình mà gia đình các bạn đó, tính chung là làm lương 125.000 và có hai đứa con thì các bạn sẽ có được con số cao nhất có thể đó chính là 1.050 đô. Nhưng mà điều mà các bạn cần biết ở đây đó là nhiều người thì đang nhầm lẫn là chính phủ lại tiếp tục in thêm tiền thật ra đây là không phải đây là chỉ tiểu bang Cali mà thôi nhưng mà tôi nghĩ ít nhiều gì đó cái hiệu ứng nó cũng là như vậy tại vì người dân có thêm tiền thì họ cũng sẽ dùng số tiền đó đương nhiên là để chi tiêu rồi bây giờ cái gì cũng mắc hơn nhưng mà cũng có thể dẫn đến là cái số tiền nhiều hơn người ta có thể chi tiêu thì cũng có thể là tiếp tục dẫn đến là giá cả sẽ khó đi xuống đó là cái suy nghĩ của thuận mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới kế tiếp đó, chúng ta cũng có một cái thông tin thật ra đây là một thông tin mà có một số bạn của hỏi thuận và hôm nay đó, trên uh, facebook thuận capital thì cũng đã có đăng cái uh, thông tin này đó là thông tin đến từ uganda tên gọi chính thức là cộng hòa uganda là một quốc gia không có giáp biển nằm hoàn toàn trong lục địa của châu phi thì ngài 8 tháng 6 mới đây đó chúng ta thấy được thông tin là Uganda đã có kết quả thăm dò cho thấy họ vừa phát hiện ra 31 triệu tấn quặng vàng. Từ đó có thể tinh luyện ra khoảng chừng là 320.158 tấn vàng tinh khiết. Có nghĩa là vàng vốn số 9 trị giá là khoảng chừng 12,8 nghìn tỷ đô la. Có nghĩa là con số này còn hơn tổng số lượng vốn hóa của vàng hiện tại nữa. Cho nên đây là một trong những cái thông tin khá là chấn động Nhưng mà điều các bạn cần nên biết đó Đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi Uganda Nhưng mà Hội đồng vàng thế giới đó thì vẫn chưa đưa ra bình luận nào Vì họ cho rằng là không có các khai báo tài nguyên chữ lượng chính thức và đây là thông tin được đưa độc lập đến từ quốc gia Uganda và chưa được hội đồng vàng thế giới công nhận nhưng mà qua đó chúng ta cũng có thể thấy được đó là rất khó để biết chính xác được cái số lượng cụ thể của vàng nhưng mà còn về Bitcoin đó thì không ai có thể cãi được là Bitcoin chỉ có 21 triệu đồng mà thôi. Nó là một loại hàng hóa khan hiếm theo thời gian. Và có thể là có nhiều bạn sẽ hỏi thuận là tôi có nghĩ đến là Bitcoin đó đúng là chỉ có 21 triệu nhưng mà không hiếm. Vì có thể chia nhỏ ra được có nghĩa là các bạn thấy được là một Satoshi đó là không chấm. Và bắt đầu là chúng ta thấy được là có tới 8 con số sau đó thì mới là một Satoshi. Có nghĩa là Bitcoin có thể được chia nhỏ ra rất là nhiều phần. Nhưng mà để thuận hỏi các bạn, bạn ăn một cái bánh pizza nhưng mà các bạn không có no, lần sau bạn lấy cái bánh pizza đó, chia nhỏ ra rồi ăn, như vậy thì bạn có no hơn hay là không? Thì câu trả lời cũng như vậy, 21 triệu BTC chia nhỏ ra thì cũng là như vậy mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin ở bậc của crypto đi. Thì trước hết đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Bitcoin Archive. Đi là tài liệu đến từ Classno Thì bên trên đó chính là cái số lượng Bitcoin nạp lên trên sàn của Binance Và bên dưới này đó là cái số lượng Bitcoin rút ra từ Coinbase Thì các bạn thấy được là có một cái điều thú vị ở đây đó là đã bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 chứ không là mới đây mà thôi Nhưng mà cái hiện tượng này đó nó đang tăng vọt gần đây Đó chính là cái số lượng Coinbase thì cứ bị rút ra có nghĩa là càng ngày càng có ít Bitcoin trên Coinbase hơn Nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy cái số lượng tương tự lại được đẩy lên trên sàn Binance Thực ra không, không biết là lý do tại sao nhưng mà gần đây đó thì chúng ta có thể thấy được là cái uh, sự kiện này nó cũng có cái độ tăng tốc Tại vì gần đây đã có rất nhiều người đã rút tiền ra khỏi những sàn giao dịch sau cái vụ của Celsius Nhưng mà đặc biệt đó là chỉ có sàn Binance chúng ta vẫn tiếp tục thấy là có thêm vịt ngồi đẩy lên trên sàn Binance Các bạn nghĩ tại sao như vậy? Có phải là tại vì nhiều người có lòng tin hơn đối với Binance so với những cái nền tảng khác hay là không cho nên họ mà rút tiền con base to Gemini từ nhữngàn khác rồi đã trên bin hands comment I'm in dưới let's go yeah I'm like an addict do I gotta have it I ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing got a